Xin chào, mình là Nắng Mai. Hôm nay mình đang ở Discovery River Phú Quốc và tranh thủ trong lúc giờ nghỉ trưa, mình có một đôi điều muốn chia sẻ với mọi người. Mình là một người rất là thích kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh về online. Mình rất là thích cái điều đó, nhưng mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình luôn trăn trở về điều đó và mình luôn tìm kiếm cơ hội rất nhiều ở trên mạng. Qua trong một thời gian dài mình tìm kiếm thì mình tìm thấy được cụm từ affiliate marketing. Nó là một cái hình thức về kinh doanh online, hay còn gọi là marketing online á. Và sau đó mình bắt đầu tìm hiểu về cái cụm từ đấy và mình cảm thấy là ổ oa lên, cảm thấy rất là sung sướng, mặc dù mình chưa biết phải làm như thế nào với nó, nhưng mình cảm thấy đúng là cái mình đang cần, đang tìm bấy lâu nay. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình có thể bán hàng mà không cần phải nhập hàng, không sợ tồn hàng, không sợ bỏ vốn. Thứ hai, chi phí cho nó rất là ít. Cụ thể luôn ở đây là chi phí về quảng cáo, hoặc có thể bạn cũng có thể tận dụng được những cái trang mạng xã hội bạn không cần quảng cáo, bạn cũng có thể bán được. Đây là marketing không đồng, thì cái hình thức này rất là phổ biến ở trên Facebook hiện nay rồi. Nhưng nếu mà có các bạn nào thắc mắc thì cũng có thể inbox cho mình, mình sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Và một điều nữa mình rất là thích đó là bạn có thể kiếm tiền không giới hạn với cái hình thức này. Bạn có thể bán bất cứ sản phẩm nào và ở đâu. Rất là nhiều nhà cung cấp Mỹ hoặc ở Việt Nam, nếu như có cản trở về ngoại ngữ thì các bạn có thể bán ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam của mình có cái kênh là Exchange, các bạn có thể lên Google search và tìm hiểu, hoặc các bạn cũng có thể inbox cho mình có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trải nghiệm của mình cho các bạn ha. Còn như ở Mỹ thì các bạn có thể bán những cái sản phẩm trên Amazon, trên ClickBank hoặc trên Shopee, và khách hàng của bạn là không giới hạn. Nếu như các bạn chỉ bán ở Việt Nam thì chỉ có Việt Nam thôi, nhưng bán ở kênh nước ngoài thì nó không giới hạn. Tại vì ở trên Amazon thì các bạn cũng biết rồi, lượng khách hàng không hề nhỏ, và các bạn có thể bán được những nước chủ yếu như là ở Mỹ, ở Anh, ở Australia, ở Canada, vân vân, rất là nhiều nước. Và thậm chí những nước như Philippines các bạn cũng có thể bán được. Và vậy thì cái cụm từ affiliate marketing là gì? Một cách đơn giản thôi là các bạn đưa sản phẩm đến với khách hàng thông qua một cái link từ nhà cung cấp. Các bạn không cần phải lo về vấn đề đóng gói, giao hàng, chăm sóc khách hàng hay là nhập hàng. Cái vấn đề nhập hàng rất là đau đầu đối với nhiều người, mà cái vấn đề hậu cần lại càng đau đầu hơn. Nhưng tất cả những điều đó đã có nhà cung cấp lo. Việc của bạn chỉ là mang sản phẩm đến với khách hàng thông qua một cái link. Vậy thì gửi cái link đến với khách hàng như thế nào? Mình có thể làm bằng các kênh mạng xã hội như là Pinterest, Facebook, Twitter, hoặc cũng có thể Google Ads. Nhưng làm thế nào để hiệu quả, để có một cái kết quả tốt nhất, để mỗi sáng thức dậy bắt đầu một ngày mới, việc của bạn là lên check sale xem tối hôm qua trong quá trình các bạn ngủ đã có bao nhiêu giao dịch diễn ra. Nó có phải là một cái niềm vui truyền năng lượng cho bạn suốt cả ngày không? Bạn có yêu thích điều đó không? Bạn có muốn là một cái người tự do như mình, có thể kiếm tiền ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ lúc nào, hoặc bạn cũng có thể dành trọn thời gian cho nó vì niềm yêu thích của mình, chỉ với một chiếc laptop có kết nối wifi? Các bạn có muốn được như thế không? Nếu như các bạn yêu thích điều đó giống như mình thì hoặc có thắc mắc gì, các bạn có thể điền vào form bên dưới hoặc inbox cho mình. Mình sẵn sàng trả lời tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Và bây giờ thì mình xin được kết thúc để tiếp tục tận hưởng cái chuyến đi 4 ngày này. Thật ra thì team của mình đến đây để làm việc cùng sẵn luôn là giao lưu cả team và du lịch luôn. Team của mình đến từ rất là nhiều nơi, ví dụ như
từ Hà Nội, từ Hải Dương, từ Kiên Giang. Còn mình, quê của mình là ở Bạc Liêu và mình hiện tại đang sống ở Hồ Chí Minh, làm việc ở Hồ Chí Minh đã 7 năm nay rồi. Có bạn đến từ Nhật, từ Singapore. Các bạn có thích cái điều đấy không? Nếu như các bạn muốn gia nhập nhóm của mình thì các bạn hãy inbox ngay cho mình sẽ trả lời cái thắc mắc của các bạn. Xin chào.